hát được không? Facebook hôm nay đang à, được, 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 được. May quá. Xin chào Vương Thùy. Xin chào chị Tình Nguyễn, xin chào Vương Thùy, xin chào chị Lê Thơm nhé. Em xin chào tất cả các chị. Em xin chào tất cả mọi người. Các chị đợi em ghi bài một chút nhé. Con đang chia sẻ à? Xin chào Nguyễn Huệ nhé. Các chị vào chia sẻ bài lên các trang cá nhân và trang hội nhóm hộ em với nhá, với ạ. Chia sẻ bài hộ em lên các trang cá nhân và trang hội nhóm nhé. Hôm nay em có một lô dạ rất là đặc biệt luôn, các chị vào chia sẻ bài hộ em đi ạ. Mỗi chị cho em xin một chia sẻ. Ơ con có thấy ghim bài mẹ vừa ghim xong không? Hả? Nguyễn Huệ ơi chia sẻ bài cho mình với nhá. Mẹ ghim rồi mà nhờ xong được nhỉ? Sao trên đây mẹ vẫn nhìn thấy ghim này? Các chị vào chia xin chào Linh Nhâm Võ nhá. Không thấy à? Các chị ơi, hôm nay em bán một lô dạ dài của Hàn nhá, 200k chia sẻ cho em còn 180k, dạ ngắn của Hàn là 160k chia sẻ cho em còn 140k, lô hôm nay cực kỳ đẹp luôn. Các chị vào chia sẻ lên các trang cá nhân và trang hội nhóm hộ em. Xin chào Abu Phạm, xin chào Nguyễn Thị Thúy Hằng. Em xin chào tất cả mọi người, xin chào Thảo Trần. Chia sẻ bài hộ em đi ạ, các chị chia sẻ bài hộ em lên các trang cá nhân và trang hội nhóm nhé. Tương tác bài cho em, các chị chịu khó tương tác bài hộ em với nhá. Vì là face của em hôm nay mấy hôm nay nó bị ẩn tương tác ấy, nên các chị chịu khó chia sẻ và tương tác chấm chấm bài hộ em. Chấm chấm bài hộ em để em nhìn thấy các chị nhé. Chia sẻ bài hộ em chấm chấm bài hộ em. Cảm ơn Abu Phạm nhé. Abu Phạm đang thả tim. Em xin cảm ơn tất cả các chị. Các chị vào chia sẻ bài lên các trang cá nhân và trang hội nhóm hộ em ạ. Chia sẻ hộ em lên các trang cá nhân và trang hội nhóm. Xin chào Trần Thu Hằng. Cảm ơn Nguyễn Huệ nhé. Hôm nay ưng cái gì xong ngày mai mình chốt đơn mình gửi luôn. Mạng các chị có thấy ổn định không? Vì tại vì hôm nay trời nó đang bị hơi bão bão ấy. Mưa bão ấy. Mạng bị sao ấy à? Các chị thấy mạng ổn định không? Vương Thùy ơi, mạng có ổn định không em? Chia sẻ bài cho chị đi. Chia sẻ bài cho chị đi. Cất. Để mẹ chia sẻ. À mẹ lấy này mẹ chia sẻ. Các chị chia sẻ bài hộ em đi ạ. Mỗi chị cho em xin một chia sẻ nhé. Tự nhiên mẹ lấy cái face này rất là ít các nhóm để chia sẻ nhé. Các chị chia sẻ bài. Ok, ổn rồi ạ. À. Ổn để em bắt đầu làm nhé. Ổn định để em bắt đầu làm các chị nhé. Chia sẻ bài hộ em đi ạ. Con chia sẻ chưa? Các chị vào. À mạng ok rồi à Vương Thùy. Cảm ơn Vương Thùy nhé. Này để mẹ chia sẻ đây. Ở trên đây mẹ cũng không thấy chỗ nào mà chia sẻ cơ. Này con này. Em bắt đầu làm các chị nhé. Hôm nay em có một lô dạ rất là đặc biệt luôn. Các chị theo dõi và ủng hộ em tiếp nhé. Facebook của em nó đang bị ẩn tương tác. Các chị chấm chấm bài tương tác hộ em đi ạ. Chấm chấm bài tương tác hộ em để em bắt đầu làm nhé. Xin chào Minh Vân. Tương tác bài hộ em. Không được hả em? Không chia sẻ được à? Em thử vào hẳn trang cá nhân của chị xem. Abu Phạm vào hẳn trang cá nhân của chị xem chia sẻ. Các chị chia sẻ bài hộ em. Chia sẻ bài hộ em để mua dạ dài. Chị Tình Nguyễn ơi chị xem được chưa? Chia sẻ bài hộ em để mua dạ dài với giá 200k chia sẻ còn 180k, dạ ngắn 160k chia sẻ còn 140k nhé. Các chị chịu khó chia sẻ bài hộ em.
chia sẻ bài và tương tác bài của em đi ạ. Tương tác bài của em, face của em mấy hôm nay nó đang có vấn đề. Các chị chịu khó tương tác bài của em, chấm chấm bài cho em ạ. Chấm chấm, chấm chấm tương tác bài của em với. Em bắt đầu làm nhé, em bắt đầu làm. Dạ dài các chị chia sẻ bài cho em ạ. Chia sẻ bài cho em. Hàng hôm nay rất là đẹp luôn. Nhà em là hàng của Hàn các chị nhé. Nhà em là hàng của Hàn. Mỗi cái có một chiếc duy nhất thôi, không có chiếc thứ hai đâu. Xin chào chị Hoàng Hoa. Chị Hoa ơi, face của em hôm nay nó đang bị ẩn tương tác. Các chị chấm chấm bài của em với chị Hoàng Hoa nhá. Đang bị ẩn tương tác cả ngày hôm mấy ngày hôm nay luôn ấy. Lấy lại được xong là bị ẩn tương tác luôn. Em này là có trần bông ở bên trong nha các chị nhá. Trần bông nhẹ ở bên trong. Màu này rất là hiếm luôn. Nhà em mỗi cái có một chiếc duy nhất thôi, không có chiếc thứ hai đâu. Nên các chị thích cái gì các chị cứ tự tin chốt hàng cho em nhé. Em đảm bảo các chị là không có chiếc thứ hai đâu. Nên thích cái gì cứ tự tin chốt hàng cho em. Em có một em màu xanh. Màu xanh. Chia sẻ bài cho em còn 180k thôi. Đây. Em này là cho các chị 55kg cho đến 65-70kg nhé. Dáng free size 55 đến 65-70kg này. Chia sẻ bài cho em còn 180k. Mỗi cái có một chiếc duy nhất thôi, không có chiếc thứ hai đâu nhá. Chia sẻ bài hộ em. Em này là dáng suông. Hàn, hàng của Hàn các chị nhá. Có trần bông nhẹ ở bên trong ấy. Em này là có trần bông nhẹ ở bên trong này. Chia sẻ bài hộ em này rất là trẻ trung luôn. Cho các chị cao to một chút, mặc thì đẹp. Em mặc nó rộng. Em mặc chiếc này rộng. Em này em để mã số 86. Mã số 86 này. Em này dáng free size, trần bông bên trong nhá. 200k chia sẻ còn 180k. Em xin chào chị Tú Anh, xin chào Ngô Thủy Linh. Ngô Thủy Linh hôm nay, hôm nọ hình như có đơn ở đây nhá. Ưng cái gì xong rồi chị mai chị chốt đơn chị gửi luôn cho. Các chị vào chia sẻ bài hộ em có một em ngắn này rất là đáng yêu này. Em lông này, lông thật luôn nhá. Em ngắn này các chị chia sẻ bài cho em còn 130k thôi này. Chia sẻ bài cho em còn 130k, mới tinh luôn. Mới tinh thình tinh luôn này. Made in Korea nhá. Em này thì size bé thôi. Em này thì size bé thôi. Em chào chị Tú Anh. Đây. 150k chia sẻ cho em còn 130k em này này. Em này xinh ơi là xinh, các chị mặc cái chân váy cho em nhá. Xinh ơi là xinh, mới nguyên. Mới nguyên luôn. Đây, phần lông này là lông thật nhá. Các chị có thể phối với chân váy hoặc là quần sóc da cho em nhá. Phối với chân váy hoặc quần sóc da cho em. Em 51kg này. Em này cho các chị dưới 52-53kg. Dưới 52-53kg nhá. Kiểu size size S lớn một chút thôi. Size S lớn một chút thôi. 150k chia sẻ cho em còn 130k chiếc này. 130k chiếc này. Size S nhá. Chị nào size S thì lấy em này này, đẹp lắm. Em này đẹp lắm. Em này em để mã số 81 này. Mã số 81. Phần này là lông thật đấy. Mã số. Xin chào Bon Bon nhá. Các chị vào chia sẻ bài lên các trang cá nhân và trang hội nhóm cho em nhá. Mỗi chị cho em xin một chia sẻ vì face của em hôm nay nó đang bị ẩn thông tin á, ẩn tương tác ấy. Nên các chị chịu khó chấm chấm bài hộ em, chấm chấm bài tương tác bài hộ em nhá. Dạ. Ơi. Có ghi cho mẹ chứ? Sao không ghi mẹ ghi? Hả? Nhớ lúc ra. Sao lại không nhớ? Em tiếp một em ngắn này. Ôi em đen vậy là đẹp vậy. Xin chào Thúy Cu Te nhá. Đây. Em này rất là đẹp luôn, mới nguyên xì luôn. Xin chào Lê Thanh. Lê Thanh ơi, hôm nay ưng cái gì xong rồi chị gửi hàng luôn cho Lê Thanh nhá. Em này rất là đẹp luôn. Các chị chấm chấm bài tương tác hộ em ạ. Đây, 150k chia sẻ bài cho em còn 130k. 150 chia sẻ còn 130k. Em này là cho các chị dưới 54kg. Xin chào Nhung Nguyễn. Dưới 54kg nhá. Dạng ngắn rất là đẹp luôn. Cái này các chị có thể phối với chân váy. Xin chào chị Bắc Linh. À chị Bắc Linh ơi, hôm nọ chị có hai cái áo ấy, nhưng mà khi mà em kiểm tra hàng để em gửi á thì có một cái nó hơi lỗi một tí nên em chưa gửi cho chị đâu. Chị chọn thêm một cái xong em gửi chị Bắc Linh nhá. Em này em để mã số 92. Dưới 54kg mã số 92. Các chị vào chia sẻ bài hộ em. Chia sẻ bài hộ em lên các trang cá nhân và trang hội nhóm nhá. Đang bị ẩn tương tác nên là chịu khó chia sẻ bài cho em với. Đang bị ẩn tương tác. Em có em này rất là xinh này. Chị nào thích màu đỏ thì lấy cái này cho em này. Xin chào Hồng Anh. Em xin chào tất cả các chị mới vào. Đây. Em này hôm nọ em có một con. Hôm nọ có, em hôm nọ em có một con nhưng các chị có chị lấy rồi. Hôm nay em làm hàng tiếp một con y hệt hôm nọ đây này. Em này là dưới 51kg thôi. Dưới 51kg. Đây. Rất là xinh luôn. Chia sẻ bài cho em này còn 140k này.
chia sẻ bài cho em này còn 140k nhá. Em này xinh cực kỳ luôn nhá. Em này là mới hơn em hôm nọ cơ, mới nguyên luôn. Em này mới nguyên luôn, chỉ thiếu mác thôi. Dưới 51kg thôi. Em này em để mã số 107 này. Mã số 107 dưới 51kg. Em này đẹp lắm. Chia sẻ bài cho em này còn 140k mới nguyên. Em này mới nguyên si luôn. Chia sẻ bài hộ em. Hàng rất là đẹp luôn, các chị vào chia sẻ bài. Em có một em họa tiết này. Cái đỏ chị ạ, em tiếc ơi là tiếc cái đỏ chị nhá. Em tiếc ơi là tiếc nên em chưa dám gửi cho chị. Thì hôm nay chị âm cái gì xong rồi em gửi cho. Em gửi luôn cho, tại vì em thấy lỗi nên em không dám gửi. Khi mà em kiểm tra hàng đấy. Em này là cho các chị, cho các chị 55kg cho đến 60-63kg nhá. 60-63kg này. Chia sẻ bà cho em còn 180k. 60-63kg. Chia sẻ bà cho em còn 180k em này. Em này là dáng kiểu xuông xuông nhá. Dạ họa tiết này rất là hiếm. Hoặc là chị nào có thể lấy tặng mẹ nhá. Em này có thể lấy tặng mẹ nhá. 55 cho đến 60-65kg đều mặc tốt ạ. Dáng xuông 55 đến 65kg nhá. Em này các chị nào mà lấy tặng mẹ thì mặc rất là đẹp luôn. Xin chào Hoa Quách nhá. Em này em để mã số 97 này. Chị nào lấy con này cho mẹ rất là sang luôn. Mã số 97, chuẩn phong cách Hàn Quốc. Chia sẻ bà cho em còn 180k. Chuẩn phong cách Hàn Quốc luôn đấy. Em đấy đẹp. Em có một em màu nâu tây này, sang lắm các chị này. Em xin chào chị Hương Đinh nhá. Chị Hương ơi, hôm nay có nhiều áo đẹp lắm. Và ủng hộ em nhá. Em này hàng hiệu luôn này. 200k chia sẻ cho em còn 180k. Em chưa cơ chị ạ, em chưa nhận được cơ. Em này mới nguyên nha các chị nhá, cho các chị size lớn này. Em này đẹp cực kỳ cho các chị size lớn nhá. Đây. 55 cho đến 65kg. 55 đến 65-67kg nhá. Chia sẻ bài cho em còn 180k. Dáng suông này. Chia sẻ bài cho em còn 180k. Chị nào cao to một chút lấy em này cho em, mặc rất là sang luôn. Màu nâu tây, màu nâu tây ạ. Em này em để mã số 47. Mã số 47. 55 đến 65-67kg vẫn vừa, kiểu dáng xuông xuông. Dáng xuông xuông kiểu Hàn Quốc là hay mặc kiểu xuông xuông các chị nhá. Hàn Quốc rất hay mặc kiểu xuông xuông. Em có một em này màu nâu tây tiếp này. Màu nâu tây nhá. Bên trong là... Xin chào Thu Hà nhá. Em xin chào chị Phạm Gái. Đây em này bên trong trần bông nhẹ này. Em này cũng đẹp này, màu nâu tây. Em này là cho các chị từ 45kg cho đến 56kg thôi. 45 đến 56, 47 của Vương Thùy. 45 đến 56kg này. Chia sẻ bà cho em còn 180k. Em này xinh lắm các chị này. Dáng suông mặc rất là kiểu Hàn Quốc luôn nhá. Xin chào Lê Nguyên Nhi. Đây, các Vương Thùy ơi, chia sẻ bài cho chị đi. Chia sẻ bài 180. Chia sẻ bài cho em thì mới mua được giá 180 nhá. Lên trang cá nhân và các trang hội nhóm. Chị Hương Đinh sau rồi. Tương tác bài hộ em đi ạ. Em này em để mã số 34. Mã số 34. Em này đẹp lắm, dáng suông. Trần bông nhẹ ở bên trong ấy. Hàng em tuyển cực kỳ cẩn thận luôn đấy các chị. Thích cái gì các chị cứ tự tin chốt hàng cho em đảm bảo không có chiếc thứ hai đâu. Em có một cái dạ ép. Dạ ép choàng màu đen một lớp này. Xin chào Khánh nhá. À Khánh hôm nay lấy lại được đúng tên của mình rồi à Khánh. Dạ ép choàng một lớp các chị nhá. Dạ ép choàng một lớp, có duy nhất một con này thôi này. Dạ một lớp. Xin đây. Em này là cho các chị, cho các chị size từ 47kg cho đến 55kg. 47kg cho đến 55kg nhá. Đây, dạ ép choàng một lớp. Chia sẻ bài cho em còn nóng thế con nhỉ. Chia sẻ bài cho em còn 180k. Em này đẹp lắm, dạ ép choàng một lớp. Em này em để mã số 28. Mã số 28. Cái kia là của Vương Thùy rồi đúng không? 40 mấy? 47 của Vương Thùy. Các chị chia sẻ bài hộ em có một cái siêu phẩm này. Siêu phẩm luôn nhá, dáng dài. Chị nào cao 1m57 trở lên thì lấy cái này cho em này. 1m57 trở lên nhá. Chia sẻ bài cho em còn 180k. Đây. Em này cho chị nào cao một chút, mới tinh luôn. Xin chào Hà Nguyễn, em xin chào tất cả các chị mới vào. Vào chia sẻ bài hộ em đi ạ. 28 của Vương Thùy. Em này đẹp lắm các chị này. Đây. Các phần này là phối lông thật luôn nhá, rất là mềm mịn luôn, mới nguyên. Chia sẻ bài cho em còn 180k thôi. Vương Thủy ơi, chia sẻ bài cho chị đi. Em này là cho các chị 50kg cho đến 56-57kg nhá. 50 đến 56-57kg.
cho các chị nào cao một chút mặc thì cực kỳ tay luôn, tại vì em có 1m58 nặng 51 kg nên em mặc nó hơi bị lướt nhá. Cái này rất là đẹp luôn. 180 cái dài thì con không cần phải ghi giá đâu. Đây cái này hàng hiệu xịn luôn các chị nhá. Hàng hiệu xịn luôn, có một cái duy nhất thôi. Xin chào Dung Doãn, Nhung Doãn. Em xin chào tất cả các chị mới vào ạ. Vào chia sẻ bài cho em đi ạ. Vào chia sẻ bài lên các trang cá nhân và trang hội nhóm cho em. Em có một cái đen dáng dài này đẹp cực kỳ luôn này. Chị nào thích màu đen này lấy cái này cho em này. Cảm ơn Vương Thùy nhá. Nhớ chia sẻ bài cho chị đi. Các chị chia sẻ bài cho em đi. Xong rồi tí cuối buổi live em kiểm tra các lượt chia sẻ của các chị nhá. Chịu khó chia sẻ bài cho em thì mới mua được 180k. Em này là màu đen mịn dáng dài. Em này thì size dưới, chắc là dưới 52kg thôi. Em này đẹp lắm. Màu đen này rất là đẹp. Màu đen là mặc không bao giờ bị lỗi mốt đâu các chị nhá. Đây. Em này xinh cực kỳ luôn. Dáng kiểu hơi váy váy một chút nhá. Em này mùa đông các chị chỉ cần phối cho em một đôi bốt đi quần tất cho em nhá. Phối một đôi bốt đi quần tất cho em. Em này là dưới 52kg thôi. Dưới 52kg thôi, em này xinh lắm. Dưới 52kg. Chia sẻ bài cho em còn 180k thôi ạ. Dưới 52kg này. Chị nào bé bé cao cao lấy cái này cho em. Em đảm bảo rất là đẹp luôn. Em này em để mã số 26. Mã số 26 dưới 52kg. Các chị vào chia sẻ bài hộ em. Chia sẻ bài và tương tác bài hộ em. Vì Facebook của em hôm nay nó đang bị ẩn thông tin á, nên chia sẻ bài và tương tác bài hộ em nhé. Em có một cái phao lông vũ màu trắng này, màu sữa, em lại đẹp lắm. Phao lông vũ màu sữa này. Em làm ra đây này, em làm luôn này các chị. Em này đẹp cực kỳ luôn. Em này là lông vũ các chị nhá. Chia sẻ bài cho em còn 250k này. Chia sẻ bài cho em còn 250k. Phần này các chị có thể tháo rời ra nhá. Em này mùa đông các chị mặc thì cực kỳ thích luôn. 50 cho đến 57, 58kg. 50 đến 57, 58kg. Xin chào Thanh Nghĩa nhá. Thanh Nghĩa ơi, ưng thì xong ngày mai chị gửi đơn luôn. Nóng thế. 50 đến 57, 58kg. Em phao lông vũ dáng dài này. Phao lông vũ dáng dài. Áo đen kia, con xem áo đen kia là mã bao nhiêu cho chị? 26 em nhá. Cái đấy dưới 52kg thôi, đẹp cực kỳ luôn. Mã 26, mới đến 99-98% luôn. Em phao lông vũ dáng dài này. Chia sẻ bài cho em còn 250k. 270 chia sẻ còn 250 này. Phần mũ này có thể tháo rời này. Em này em để mã số 49. Có duy nhất một chiếc này thôi. Mã số 49 có duy nhất một chiếc thôi các chị nhá. Không lỗi lầm gì đâu, em bao lỗi luôn. Xin chào Thúy Lương. Ôi mệt cái mới nói chứ mệt thế. Em có cái này bé xíu này. Bé xíu luôn. Màu đen, chất dạ. Chất dạ ép mới tinh hình tinh luôn. Em này mới tinh hình tinh luôn này. Em này size S Korea. Size S Korea này. Chị nào size S hoặc là chị nào lấy cho con gái nhá. 49 của Bắc Linh. Cái áo phao đấy đẹp lắm chị ạ. 49 của chị Bắc Linh. Đây em này size S thôi các chị nhá. Dưới 50kg. Dưới 50kg, chất dạ mịn đét. Ok chị Bắc Linh. Cái phao của chị Bắc Linh đi con. Đây. Em này xinh lắm, chị nào size S thì lấy cái này cho em này. Hoặc là chị nào có con gái tuổi teen á thì lấy cho em nhá. Em này rất là đẹp luôn, mới nguyên mới 100% luôn. Xin chào Lâm Mỹ Anh. Em này em để mã số 90. Em này là 160 chia sẻ cho em còn 150 này, mới nguyên luôn nhá. 160 chia sẻ cho em còn 140. 160 chia sẻ còn 140 em này nhá. Ok chị Bắc Linh, cái đấy đẹp lắm. Em này em để mã số 90. Mã số 90 hoặc chị nào có con gái tuổi teen dưới 50kg thì lấy cho bé này, đẹp mới nguyên luôn. Con bóng nhà em nó lại không thích cái kiểu xè xè nên là đẹp lắm, cái đấy thích lắm. Ý mẹ là định lấy cho con nhá. Mà con không thích thì thôi. Em có một cái sọc này rất là đẹp này các chị này. Xin chào Hà Thu, các chị vào chia sẻ bài cho em đi ạ. Chia sẻ bài cho em. Cái sọc này có duy nhất một cái sọc thôi các chị này. Đây. Cái này đẹp, dáng suông đẹp, đúng phong cách của Hàn luôn nhá. Cái này là cho các chị dưới 54kg. Dưới 54kg đúng phong cách của Hàn này. Dưới 54kg nhá. Chia sẻ bài cho em còn 180k. Chia sẻ bài cho em còn 180k. Tí là tớ làm dần nhá Huệ nhá. Tí tớ làm dần. Chia sẻ bài cho em còn 180k. Phong cách của Hàn luôn nhá.
Em này đẹp lắm. Em này em để mã số 30. Mã số 30 chia sẻ bài cho em còn 180k. Mã số 30 em này rất là xinh luôn. Không có chiếc thứ hai. Em có một cái phao lông vũ size bé màu đen này. Lông vũ nhá, em này là lông vũ mới tinh luôn, size bé màu đen này. Chia sẻ bài hộ em đi ạ, các chị chia sẻ bài hộ em đi. Phây đang bị ẩn tương tác này, các chị chịu khó tương tác bài và chia sẻ bài cho em nhé. Đây, em này là cho các chị phao lông vũ màu đen size S này. Em này là 250k, chia sẻ bài cho em còn 230k nhé. Em này là dưới 53kg, dưới 53kg nhé. 250 chia sẻ còn 230. Đây, mới nguyên, em này mới nguyên luôn. Dưới 53kg này, chị nào size bé bé thì lấy cái này cho em, đẹp cực kỳ luôn, mới nguyên. Em này em để mã số 101. Mã số 101, cái này là lông vũ nhá. Xin chào cánh diều lạc phố. Lông vũ xịn 100% của Hàn. Lông vũ xịn 100% của Hàn. Các chị chấm chấm bài cho em đi ạ. Chấm chấm bài tương tác cho em đi. Hôm nay face của em nó đang bị ẩn thông tin nên chấm chấm bài hộ em rồi. Không thích đá đi. Hôm nay sao mệt thế? Sao? Chưa làm là nghỉ là sao? Có thật là vô duyên. Chấm chấm bài cho em đi các chị ơi. Con cứ treo đấy, tí mẹ treo lên cho. Hả? Đây em có một cái màu hồng này rất là xinh này. Cái màu hồng này là cho các chị dưới 53kg thôi nhé. Dưới 53kg này, chia sẻ bài cho em còn 180k. Dưới 53kg nhé. Em này rất là đẹp luôn. Chia sẻ bài cho em còn 180k. Dưới 53kg. Em đảm bảo các chị là không có shopsy nào bán dạ rẻ như nhà em đâu. Nên các chị thích cái gì các chị cứ tự tin chốt hàng nhé. Dưới 53kg này. Em này các chị khoác cho em ngoài váy body rất là đẹp luôn. Mới nguyên. Ok, 101 của Nguyễn Thị Hiếu. Em này em để mã số 55, 101 của Nguyễn Thị Hiếu. Nguyễn Thị Hiếu kèm cho chị xin thông tin số điện thoại và chia sẻ bài nhé. Chốt hàng kèm thông tin số điện thoại và chia sẻ bài hộ em ạ. Các chị chốt hàng kèm thông tin số điện thoại và chia sẻ bài hộ em. Nguyễn Thị Hiếu, 101 của Nguyễn Thị Hiếu. Em có cái này đẹp cực kỳ này, cái này sang lắm. Treo cái này lên đúng là tiền đấy. 230 chia sẻ còn 230, cái đấy là lông vũ mà. Hả? Cái gì? 250 chia sẻ còn 230. Đây, cái này rất là sang chảnh luôn. Chị nào lấy cái này cho em này, sang chảnh cực kỳ luôn, mới nguyên, mới 100% luôn. Chia sẻ bài cho em 200, chia sẻ còn 180k thôi. Cho các chị dưới 60kg nhá. Dưới 60kg. Có em nhá, cái đấy là size S thôi. Cái đấy là size S thôi đấy. Cái đấy 42kg mặc được. Chuẩn size S luôn. Đây, em này đẹp cực kỳ luôn nhá. Lấy thì kèm cho chị thông tin số điện thoại Nguyễn Thị Hiếu nhá. Các chị chốt hàng kèm mã và số điện thoại cho em ạ. Kèm mã và số điện thoại và chia sẻ bài cho em nhá. Kèm mã số điện thoại chia sẻ bài cho em. Em này dưới 60kg mới tinh luôn. Em này cực kỳ sang chảnh này. Dưới 60kg chia sẻ bài cho em còn 180k. Em này em để mã số 39. Chị nào thích cái kiểu như này lấy mặc rất là sang. Mã số 39. Các chị chia sẻ bài hộ em. Mã số 39 cái đấy. Em có một cái choàng dài. Choàng dài còn nguyên tem mác của bên Hàn luôn. Ok Thảo Trần. Choàng dài còn nguyên tem mác. Đây. Em này đẹp lắm. Em này là cho các chị size dưới 65kg nhé. Dưới 65kg này. Cao 1m6 trở lên nhé. Dưới 65kg cao 1m6 trở lên. Xin chào Sáu Vô Đối nhé. Sáu Vô Đối hôm nay ưng cái gì xong rồi chị gửi hàng cho nhé. Em này em để mã số 64. Mã số 64. Em này là dạ ép mịn này. Dạ ép mịn nhé. Dạ ép mịn rất là đẹp luôn. Các chị chia sẻ bài hộ em đi ạ. Ok Nguyễn Thị Hiếu. Nhìn thấy thông tin của Nguyễn Thị Hiếu rồi. Em có một cái này rất là sang này. Chị nào thích cái kiểu lông lông mặc cho sang thì lấy cái này cho em. Dưới 55kg. Em này dưới 55kg các chị nhá. Chia sẻ bài cho em còn 180k. Dưới 55kg này. Chia sẻ bài cho em còn 180k. Em này em để mã số 54. Mã số 54. Dưới 55kg. Đây, xinh cực kỳ luôn. Con này đẹp ơi là đẹp mà. Rộng quá. Vậy à. Nhưng mà sang lắm Vương Thủy ạ. Sang cực kỳ luôn nhá.
Em này dưới 54 kg này. Em để mã số 54 nhá. Mã số 54 dưới 54 kg. Đẹp cực kỳ luôn, chia sẻ bài hộ em đi ạ. Các chị chia sẻ bài hộ em đi. Không có chiếc thứ hai đâu, em có một con màu xanh lá này. Em có một con màu xanh lá cúc sừng nhá. Cái này đẹp lắm, dạ mịn này. Cái này thì 160 chia sẻ còn 140 này. 160 chia sẻ còn 140. Em này là dưới 55 kg. Dưới 55 kg. Đây, em này xinh lắm. Dưới 55 kg. Kiểu tin tin nhá. Chị nào thích cái phong cách trẻ trung thì lấy cái này cho em, kiểu tin tin này. Xin chào Hồng Anh. Em này em để mã số 67. Mã số 67 này. Đây em này đẹp, mới tinh luôn. Màu xanh lá có duy nhất một chiếc thôi. Duy nhất một chiếc dạng ngắn cúc sừng nhá. Hàng của Hàn mới nguyên, mới đến 99% luôn. Mới đến 99%, 160 chia sẻ còn 140. 160 chia sẻ còn 140. Các chị chia sẻ bài hộ em. Em có một cái dạng ngắn rất là đẹp này. Dạng ngắn mới tinh luôn. Chị nào thích dạng ngắn phối với chân váy thì lấy cho em cái này này. Dạng ngắn phối với chân váy nhá. Đây. Em này dạng mịn. Dạng mịn đét luôn. Em này size bé thôi nhá. 150 chia sẻ còn 130 này. 150 chia sẻ còn 130 cho các chị dưới 51 kg thôi ạ. Dưới 51 kg nhá. Em này dưới 51 kg. Dưới 51 kg này. Đẹp cực kỳ luôn, các chị lấy phối với chân váy cho em. Phối với chân váy cho em dưới 51 kg size S thôi. Em này em để mã số 53, chia sẻ bài cho em còn 130k. Mã số 53. Chị nào size S thì lấy cái này cho em này. Mã số 53, 53 chia sẻ bài cho em ạ. Em có một cái áo phao. Áo phao siêu nhẹ này, áo phao siêu nhẹ, chị nào thích áo phao siêu nhẹ này. Chia sẻ bài cho em đi ạ. Các chị chia sẻ bài và tương tác bài cho em nhé. Chia sẻ bài và tương tác bài cho em. Đây. Em này là cho các chị từ 50 kg cho đến 57, 58 kg nhé. 200k chia sẻ bài cho em còn 180k. Em này là siêu nhẹ này. 200 chia sẻ cho em còn 180k siêu nhẹ nhá. Em này là siêu nhẹ của Hàn. Cực kỳ ấm luôn. 53 của 6 vô đối. 53 của 6 vô đối. Chia sẻ bài cho chị thì còn 130k 6 vô đối nhá. Chia sẻ bài cho chị đi. 130. Chia sẻ bài cho chị còn 130k. Các chị chia sẻ cho em đi. Cuối buổi live em kiểm tra các lượt chia sẻ của các chị. Cảm ơn 6 vô đối nhá. Em này em để mã số 22 này. 200k chia sẻ còn 180k. Em này là của Hàn phao siêu nhẹ. Nguyễn Thị Hiếu sau rồi em, Nguyễn Thị Hiếu sau rồi. Đẹp cực kỳ luôn, các chị thanh tranh thủ chốt hàng đi, hàng đầu mùa đang rất là đẹp luôn. Em còn một cái áo dạ ngắn tiếp này. Chị nào thích áo dạ ngắn một chia sẻ bài cho em còn 130k thì lấy cái này cho em mặc với chân váy này. Xinh lắm, dạ ngắn xinh lắm. Cảm ơn 6 vô đối nhá. Đây. Em này đẹp này các chị này. Em này là cúc cài từ trên xuống dưới luôn này. Cúc cài từ trên xuống dưới nhá. Em này các chị lấy phối với chân váy cho em, cực kỳ xinh luôn. Dưới 52 kg, 150k chia sẻ còn 130k thôi. 150 chia sẻ còn 130. Dưới 52-53 kg thôi. Em này dưới 52-53 kg. Em này em để mã số 10 các chị nhá. Mã số 10 này. Chị nào thích dạng ngắn thì lấy cái này cho em, mã số 10. Cái này đẹp, mới nguyên, chất nhẹ nhàng, mùa thu các chị khoác. Mùa thu các chị khoác cho em nhé. Đẹp lắm, các chị khoác với chân váy công sở. Đi làm rất là sang luôn. Không có chiếc thứ hai đâu ạ. Em đảm bảo là không có chiếc thứ hai đâu, các chị thích các chị cứ tự tin chốt hàng. Em có một cái màu xanh, số 10 của chị Tú Anh. Số 10 của chị Tú Anh, cái số 10 đây đẹp. 130k, chị ơi chia sẻ cho em đi ạ. Chia sẻ còn 130k thôi chị nhá. Các chị chia sẻ bài tích cực, chia sẻ bài hộ em với. Vì face của em nó đang bị ẩn tương tác nên các chị chấm chấm bài chia sẻ hộ em đi ạ. Em này là cho các chị dưới 53 kg nhá. 53 kg quay đầu lại này. Màu xanh lá, màu xanh này gọi là màu xanh gì? Xanh kiểu hơi rêu rêu à? Đây. Dưới 53 kg thôi, em này dưới 53 kg thôi. Em này là 160k chia sẻ bài cho em còn 140 này. 160 chia sẻ còn 140. Em này em để mã số 1. Chấm chấm bài tương tác hộ em đi ạ. Các chị chấm chấm bài tương tác hộ em với.
Em có cái này rất là đẹp luôn này các chị này. Số 10 chốt chưa con? 10 chốt rồi. Số 10 chốt rồi, Nguyễn Thị Hiếu cơ, bây giờ mới đến số 10 em. Giờ mới đến số 10 à? Đây em có cái này đẹp cực kỳ luôn nhá. Cái này đẹp lắm, chị nào lấy này. Dưới 52 kg. Dưới 52 kg các chị nhá, chia sẻ bài cho em còn 180k này. Đây chị nào thích cái này thì lấy cho em. À để xem chị làm dần nhá, chị làm dần hình như có đấy, đợi chị tí. Dưới 52 kg các chị nhá, cái này rất là đẹp luôn, khoác ngoài váy cho em. Khoác ngoài váy body cho em. Em cao 1m58 nặng 51 kg này. Em cao 1m58 nặng 51 kg nhá, cái này mới. Mới đến 99% luôn, chia sẻ bà cho em còn 180k thôi. Em này em để mã số 94. Em này xinh lắm, mã số 94. Có duy nhất một cái thôi nhá. Duy nhất một cái thôi, mã số 94. Sao hả con? Bỏ đây thôi. Mã số 94. Các chị chia sẻ bài hộ em đi ạ. Chia sẻ bài lên các trang cá nhân và trang hội nhóm hộ em đi ạ. Chịu khó chia sẻ bài và tương tác bài cho em. Facebook nó đang bị ẩn tương tác. Em có một cái này kiểu nhẹ nhàng này. Một thu thu nhá, hoặc là các chị ở trong miền Nam thì lấy cái này này. Chất kiểu chất dạ len nhưng mà chất mỏng mỏng á. Em bán cái này 100k thôi. À chị vào hẳn trang cá nhân của em đi chị Tú Anh. Vào hẳn trang cá nhân của em đi ạ. Vào hẳn trang cá nhân của em vì Facebook mấy hôm nay nó có vấn đề hay sao ấy chị ạ. Đây, em này là dưới 52 kg, chia sẻ bài cho em còn 100k. Dưới 52 kg chia sẻ bài cho em còn 100k. Em này thì chất mỏng mỏng kiểu các chị khoác mùa thu thôi nhá. Dưới 52 kg còn 100k này. Chia sẻ còn 100k. Em này em để mã số 63. Mã số 63. Face mấy hôm nay nó đang bị ẩn tương tác. Em còn đăng bài, em đăng mấy bài mà các chị còn không nhìn thấy được em luôn. Khi mà like thì may các chị còn nhìn thấy được. Chia sẻ bài hộ em, các chị chia sẻ bài hộ em. Tốt bụng treo con một cái ạ. Hả? Tốt bụng nghỉ ạ. Treo cho mẹ. Em có cái này màu cốm rất là đẹp này. Cái này màu cốm có đai nhá. Cái này có đai. 160k chia sẻ còn 140 này. Đây là đai nhá. 160 chia sẻ còn 140. Cái này mới nguyên nhá. Mới nguyên si luôn. Mới đến 100% luôn đấy. Mới đến 100% luôn. Có đai này. 140 chia sẻ. 160 chia sẻ còn 140 nhá. Dưới 53 kg ạ. À. Em này dưới 53 kg. Em này em để mã số 96. Mã số 96 nhá. Dưới 53 kg. 160 chia sẻ còn 140. Em này rất là đẹp luôn. Chị nào thích một cốm thì lấy cái này cho em. Đẹp lắm. Mới nguyên, mới 100% luôn đấy. Em còn một cái dạng ngắn màu đen này các chị này. Còn một cái dạng ngắn màu đen. Đẹp. Dáng vét nhá. Dạng ngắn màu đen dáng vét. 150k chia sẻ còn 130. Đây, xịn từ lớp lót luôn ấy, xịn từ lớp lót luôn, lớp lót là bằng lụa các chị nhá. Lớp lót bằng lụa. Không có ở đâu bán dạng ngắn đẹp mà rẻ như này đâu các chị nhá. Em này là cho các chị dưới 55 kg này. 50 đến 55 kg nhá. 50 đến 55-56 kg. 150 chia sẻ cho em còn 130. 150 chia sẻ còn 130. Dưới 55-56 kg, em này em mặc rộng. Em này em để mã số 107. Mã số 107, em này xịn lắm. Xịn từ cái lớp lót luôn ấy. Lớp lót là bằng lụa các chị nhá. Lớp lót bằng lụa. Chia sẻ bài hộ em đi ạ. Các chị chia sẻ bài hộ em. Em có một cái dạ màu đỏ này, đẹp cực kỳ luôn này. Chị nào thích màu đỏ dáng dài thì lấy cho em cái này. Cái này mới nguyên các chị nhá. Mới nguyên. 107 của chị Tú Anh. 107 của chị Tú Anh. Đây, em này mới nguyên đẹp lắm các chị này. Màu đỏ nhá. Em này là cho các chị dưới 52 kg. Chiêm 200k chia sẻ bà cho em còn 180k. Dưới 52 kg nhá. 130. Dạng ngắn là 130 chia sẻ bài mà. Đây, em này đẹp cực kỳ luôn nhá. Em này các chị mùa đông phối cho em một đôi bốt với quần tất ấy. Quần tất kiểu mỏng mỏng á, rất là đẹp luôn, mới nguyên. Em này mới nguyên nhá. Mới nguyên si luôn các chị nhá. 200k chia sẻ bài còn 180k em này. Em này em để mã số 5. Mã số 5 em này. Đẹp cực kỳ luôn, em này đẹp lắm các chị này. Chị nào thích em này thì lấy cho em mã số 5 nhá. 200k chia sẻ còn 180 thôi. Em đảm bảo các chị là không thể mua được ở đâu dạ rẻ nhưng mà đẹp như này đâu. Nên các chị thích các chị cứ tự tin chốt hàng. Em đảm bảo là không có chiếc thứ hai đâu.
Đẹp quá mà không vừa. Đẹp quá mà không vừa chị. Em có cái này xinh xịn cực kỳ các chị này. Chị nào thích phong cách bụi bụi thì lấy cái này cho em 160. Mới tinh nhá, 160 chia sẻ còn 140 này. Cái này thì cho các chị dưới 65 kg. Số 5 của Thanh Nghĩa. Ôi Thanh Nghĩa lấy cái đấy đẹp lắm. Đây nhá. Dưới 65 kg này. Em này dưới 65 kg nhá. 160 chia sẻ còn 140. 160 chia sẻ còn 140. Có dây rút này các chị mặc đến đâu các chị rút đến đấy cho em nhá. Chị nào mà hay mặc cái kiểu quần ôm ấy hoặc là quần jean ấy, thì lấy cái này cho em này, mới tinh nhá. Cái này mới tinh hình tinh luôn. Em này em để mã số 77. Mã số 77, 160 chia sẻ còn 140. Mã số 77. Chia sẻ Thanh Nghĩa ơi, chia sẻ bài cho chị đi. Xin chào Bích Ngọc Trịnh. Chia sẻ bài cho chị đi. Em có một em kaki màu đen. Một em kaki màu đen. Đây, hàng của hãng luôn nhá, mới nguyên. Em này mới nguyên luôn, hàng hiệu luôn đấy. Em này là 150 chia sẻ còn 130 này. Có lẫn một cái kaki vào nên em bán rẻ cho các chị nhá. 150 chia sẻ còn 130, mới nguyên luôn. Dưới 53 kg thôi, dưới 53-54 kg nhá, mới nguyên. 150 chia sẻ còn 130, nó lẫn vào kiện áo dạ của em đấy. Có duy nhất một chiếc thôi. Duy nhất một chiếc thôi. Chia sẻ bài cho em còn 130. Xin chào Tom và Larry nhé. Em này em để mã số 38. Mã số 38 em kaki này mới xịn lắm các chị nhé. Mới cực kỳ xịn luôn. Lò Mai hôm nay em nhận được hàng chưa? Hôm nay bên Viettel gọi điện cho em chưa? Hôm nay chị báo bên Viettel rồi mà không biết là Viettel phát hàng cho em chưa? 38 của Ánh Ngọc. 38 chia sẻ bài cho chị còn 130k thôi Ánh Ngọc nhá. Chia sẻ bài cho chị đi, Bích Ngọc Trịnh sau rồi. Đây, em có cái này rất là xinh này. 160 chia sẻ còn 140 nhá. 160 chia sẻ còn 140. Em này là cho các chị size dưới 51 kg thôi. Dưới 51 kg, em 51 kg em mặc đấy các chị nhá. Em 51 kg, cao 1m57, 58. 1m57, 58 nhá. 160 chia sẻ còn 140. Ánh Ngọc chia sẻ bài cho chị đi. Em này em để mã số 13. Mã số 13 nhé. Đẹp cực kỳ luôn. Cái này mới lắm. Cái này là dạ muối tiêu nhé. Dạ muối tiêu mặc lên cực kỳ sang. Em còn một cái dạ ngắn này. Dạ ngắn là 150 chia sẻ còn 130. Dạ ngắn. Dạ ngắn chủ yếu là size bé các chị ạ. Dạ ngắn chủ yếu là size bé nhá. 13 của chị Tình Nguyễn. 13 đẹp. 13 của chị Tình Nguyễn. Con ghi là 140 cái 13 nhá. Số 13 là 140. Đây, em dạ ngắn dưới 52 kg. Chị nào mà mặc với chân váy bút chỉ đi làm ấy, hoặc các chị mặc với chân váy xòe cũng được nhá. Đây, 150 chia sẻ là còn 130 thôi. 150 chia sẻ còn 130 nhá. Mới tinh luôn các chị nhá. Dạ ngắn đẹp lắm, phong cách của Hàn luôn đấy. Em này em để mã số 96. 150 chia sẻ còn 130. Mã số 96. Em lấy cái đỏ đó chị. Cái đỏ hình như có bạn lấy rồi. Tình Nguyễn ơi chị ơi, cái đỏ hình như là có phải lúc nãy chị cho. À, cái đỏ là của Nghĩa. Cái gì Nghĩa rồi nhỉ? Thanh Nghĩa lấy cái đỏ rồi. Ôi em có cái này đẹp lắm các chị này. Cái này là 100. Mạng em bị sao ấy? À, mạng bị sao à? Thoát ra vào lại xem Tình Nguyễn sao, xem chị Tình Nguyễn. Em có cái này xịn cực kỳ nhá. Đây. Cái này là em bán 180k chia sẻ còn 160k này. Cái này xịn mới nguyên. 180 chất như kiểu chất da, xịn lắm, em không biết là chất gì nhưng mà rất là xịn luôn. 180 chia sẻ còn 160. Đây. Em này là cho các chị dưới 60 kg nhá. Dưới 60 kg, 55 đến 60 kg mặc cái này mới đẹp này. 55 đến 60 kg. Hàng hiệu của Hàn luôn nhá. Em này là hàng hiệu của Hàn luôn. Ờ ok Tình Nguyễn. Vậy thì bỏ cái 13 ra con. Bỏ cái 13 của chị Tình Nguyễn ra. Vậy chị ưng cái nào xong lại báo em chị Tình Nguyễn nhá. Đây em này rất là đẹp luôn. Em này em để mã số 60. Mã số 60. Không, cái đỏ là có bạn chốt rồi. Cái đỏ là có bạn chốt rồi.
Đợi tí, hình như đang còn màu đỏ đấy, đang còn màu đỏ đấy. Ok, ok chị Tình Nguyễn, không sao. Có duy nhất một cái đấy thôi. À, cái đấy có màu đen chị Tình Nguyễn thích không? Em màu đỏ đấy, có một cái màu đen y y như vậy luôn, chị Tình Nguyễn có lấy không? Em có cái này rất là đẹp các chị nhá. Đây, cái này là cổ lông thật nhá. Các chị có thể tháo rời ra luôn, có thể tháo rời ra luôn. Em này rất là đẹp luôn này. Chia sẻ bà cho em 200, chia sẻ còn 180k thôi. Em này là cho các chị dưới 52kg. Dưới 52kg. Đây, em này xinh lắm. Màu sữa đấy. Em này em để mã số 106. Mã số 106. Mặc mang thử em xem. Cái màu đen dáng dài à? Đây, em xin phép các chị em mặc cái này cho chị Tình Nguyễn chị xem tí nhá. Cái này đẹp lắm. Dưới 52kg thôi. Dưới 52kg quay đầu lại hãy lấy nhá. Y như cái đỏ luôn đấy. Y như cái đỏ luôn, không khác cái gì hết. Một cái màu đen, một cái màu đỏ nhá. Dưới 52kg, cái này rất là xinh luôn. Chị Tình Nguyễn mà lấy thì bấm nhanh mã 26 này. 200k chia sẻ còn 180k. Có xấu vô đói nhá. Có cái bé mà em đợi chị tí đi. Đợi chị một tí nhá. Có nhiều cái bé lắm. Nhiều cái size S cực kỳ luôn. Đen đẹp. Đen đẹp mà, cái đen đẹp cực kỳ luôn. Ờ ok, Ánh Ngọc 26 của Bích Ngọc Trịnh. 26 của Bích Ngọc Trịnh. Mọi người không bấm nhanh, Bích Ngọc Trịnh lại lấy rồi. Ok, cái 26 đẹp cực kỳ Bích Ngọc Trịnh nhá. Không có chiếc thứ hai đâu. Có một cái màu đen với một cái màu đỏ. Cái màu đỏ lúc nãy bạn lấy rồi. Em này là cho các chị mà hay mặc quần jean thì lấy cái này cho em này. 150k. Chị Tình Nguyễn lại sau rồi. 150k chia sẻ còn 130 này. Cho các chị dưới 65kg. 65kg quay đầu lại nhá. 65kg quay đầu lại. 150 chia sẻ còn 130. Em này em để mã số 93. Mã số 93. Nhưng mà em bảo mặc thử xong rồi chẳng thấy em bấm mã thì bạn khác chốt thì chị phải bấm nha. Chị phải để cho các bạn ấy thôi. Thông cảm cho nhá. Thông cảm cho chị đi. Tí hình như đang còn cái, đang còn nhiều cái đẹp lắm. Đợi em một tí. Em này là dạ miếng, dạ ép này. Dạ một lớp với chị nhá. Em này là dạ một lớp này, màu xám. Cho các chị dưới 65kg này. Màu xám dưới 65kg. Cái này các chị trong miền Nam có thể mặc được nhá. Dưới 65kg này. Đây, em này cực kỳ đẹp luôn. Dạ ép, dạ miếng một lớp nhá. Chia sẻ bài cho em còn 180k. Em này em để mã số 61. Mã số 61. Dạ ép, dạ miếng một lớp. Mã số 61. Các chị chia sẻ bài hộ em có một cái màu nâu tây vàng. Nâu tây vàng phối đây. Cái này đẹp này, chị nào lấy cái này cho em này rất là đẹp luôn. 200k chia sẻ còn 180k. Đây. Em này cho các chị dưới 56kg quay đầu lại nhá. 56kg quay đầu lại này. Cái này mới nguyên, 56kg quay đầu lại. Chị nào thích cái này thì lấy cho em 56kg quay đầu lại. Em này em để mã số 51, chất này, chất đẹp cực kỳ luôn, mã số 51. Xin chào Huỳnh Ngọc nhé. Huỳnh Ngọc ơi, hình như Huỳnh Ngọc ơi, hình như là em có đơn ở đây nhỉ. Em có đơn ở đây để mai chị chốt hàng cho nhá. Em có cái này dáng này đẹp các chị này, cái này mới nguyên bên trong trần bông nhẹ nhá. Bên trong trần bông nhẹ mới nguyên màu ghi này. Em này màu ghi nhá. Bằng làm áo dạ mệt phết. Đây, em này đẹp cực kỳ luôn. Màu ghi nhá. Em này là cho các chị. Em này là cho các chị dưới 55kg thôi. Dưới 55kg nhá. Màu ghi. Chia sẻ bài cho em còn 180k. Màu ghi nhá. Em này màu ghi này. Chia sẻ bài cho em còn 180k. Em này em để mã số 20. Mã số 20. Màu ghi chia sẻ bài còn 180k. Mã số 20 có duy nhất một cái thôi. Em có một cái áo gió nhá. Áo này rất là xịn luôn nhá, áo gió dáng dài này. 200k mới nguyên luôn, 200k chia sẻ còn 180k. Các chị chấm chấm bài tương tác hộ em với ạ. Chấm chấm bài tương tác hộ em và chia sẻ bài tương tác hộ em đi ạ. Không là bị ẩn thông tin đó, Facebook hôm nay mấy hôm nay đang bị ẩn thông tin. Chấm chấm bài tương tác hộ em. Các chị chấm chấm bài tương tác hộ em nhá. Đây. Em này là cho các chị dưới 57kg.
Cái này kiểu như là chất gió các chị nhá, chất gió mới nguyên luôn, dưới 57 kg. 200k chia sẻ bài cho em còn 180k, 200 chia sẻ còn 180k này. Áo chất gió nhá, chất gió. Em này em để mã số 82. Mã số 82. Cái này mùa đông các chị mặc cực kỳ ấm này. Đây, mã số 82, mới nguyên luôn, cái này mới nguyên luôn nhá. 280k chia 200k chia sẻ còn 180k. 200 chia sẻ còn 180. Em có một cái dạ ép màu rêu này. Dạ ép rêu. Đây nhá, cái này dạ ép một lớp rêu cho các chị size lớn nhá. Cái này các chị size lớn mới mặc được. 60kg cho đến 70kg, 70-75 luôn ý. Đây, em mặc nó bị lướt lắm. Cái này thì chất cực kỳ thích luôn. 60 cho đến 70-75 nhá các chị nhá. 60 đến 70-75. 200k chia sẻ cho em còn 180k. Em xin chào chị Thúy Nga Trần nhé. Em này em để mã số 27. Mã số 27, chị nào size lớn thì lấy cái này cho em này. Mã số 27, cái này size lớn lắm. Size lớn mới mặc được. Chia sẻ bài hộ em, các chị chia sẻ bài hộ em. Em có một cái này cực kỳ trẻ trung nhá. Đây, phía sau này, này. Có mũ, cái này là dạ có mũ này các chị này. 200 chia sẻ còn 180. Cái này đẹp. Đây các chị nhá. 200 chia sẻ còn 180. Dưới 56kg. Dưới 56kg có duy nhất một cái này thôi. Em cảm ơn chị Hoa nhá. Đây, có duy nhất một cái này thôi các chị nhá. 200k chia sẻ cho em còn 180k. Dưới 55-56kg. Dưới 55-56kg. Cái này cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn, chị nào nhanh tay lấy cái này cho em này. Cái này đẹp lắm, cái này có mũ nhá. Em này em để mã số 100. Mã số 100, cái này là hàng độc luôn các chị nhá. Mã số 100, hàng độc. Xin chào Nguyễn Nga. Các chị vào chia sẻ bài lên các trang cá nhân và trang hội nhóm hộ em đi ạ. Mỗi chị cho em xin một chia sẻ nhá. Mỗi chị cho em xin một chia sẻ. Em xin chào chị Trang Nguyễn nhá. Em có cái này đẹp này các chị này. Cái này là 100 của chị Hương Đinh. Cái này đẹp lắm chị Hương Đinh ạ. 100 của chị Hương Đinh. Đẹp cực kỳ luôn, có duy nhất một chiếc thôi. Phụ kim cúc sau rồi. Đây, em này rất là xinh nhá. Em này là kiểu áo váy các chị nhá. Phần cổ lông này các chị có thể tháo rời ra. Lông có thể tháo rời ra. Em này dưới 53kg thôi. Dưới 53-54kg thôi. Chia sẻ bài cho em còn 180k. Dưới 53-54kg nhá. Em này em để mã số 12. Mã số 12 này. Chia sẻ bài hộ em. Các chị chia sẻ bài hộ em lên các trang cá nhân và trang hội nhóm nhá. Vâng, em chào chị Trang. Chị Hương Linh ơi, chị chia sẻ bài hộ em nhá. Chia sẻ bài hộ em đi ạ. Em có một cái màu lông chuột dáng rộng tiếp này. Chị nào thích cái phong cách xuông xuông thì lấy cho em. Rất là phong cách Hàn Quốc luôn nhá. Cái này thì ấm. Có trần bông bên trong đấy. Cái này thì ấm, size lớn có trần bông bên trong này. Chia sẻ bài hộ em, các chị chia sẻ bài hộ em nhé. Đây, cái này là 70kg quay đầu lại. 70kg quay đầu lại, cái này em mặc lướt lắm. 70kg quay đầu lại nhé. Em này em để mã số 56. Cái này rộng quá. Mã số 56, 70kg quay đầu lại. Size lớn, cái đấy là size lớn nhé. Chia sẻ bài hộ em có một cái màu hồng nhẹ tiếp này. Màu hồng nhẹ. Tương tác bài chia sẻ bài hộ em đi nhé. Tương tác bài chia sẻ bài hộ em. Đây, em này là cho các chị dưới, cho các chị dưới 53-54kg nhé. Dưới 53-54kg. Em này dưới 53-54kg. Em này em để mã số 31. Mã số 31 dưới 53-54kg. Các chị chia sẻ bài hộ em, tương tác bài hộ em đi ạ. Em có cái màu đen này, đẹp này các chị này. Cái này là dạ ép nhé. Màu đen dạ ép này. Đây, cái này là cho các chị. Cái này là cho các chị dưới 55kg nhé. Dưới 55kg này. Đây, cái này rất là xinh luôn. Dưới 55kg dáng suông màu đen dạ ép này. Đây, có cái túi, có hai cái túi rất là đẹp. Màu đen dạ ép. Em này em để mã số 6 nhá.
Mã số 6. Dưới 54 kg. Các chị chấm chấm bài tương tác của em đây ạ. Chấm chấm bài tương tác của em với. Mỗi chị cho em xin một chia sẻ nhá. Mỗi chị cho em xin một chia sẻ. Các chị chia sẻ bài của em lên các trang cá nhân và trang hội nhóm nhá. Nóc đâu mẹ? Hả? Bắt đầu vậy này. Không thấy á. Đây con. Em có một cái màu nâu nâu tây này các chị này. Màu nâu tây nhá. Đây. Cái này là 150k chia sẻ, còn 130 này. 150 chia sẻ. Ô sao con? Vậy này. Hả? Vậy. Bỏ bớt ra. Bỏ bớt một con tay. Các chị đợi em chút nhá. Làm thế rồi. Chỉ thế không có gãy đi à? Đây các chị nhá. Đây 130 chia sẻ còn 150 chia sẻ còn 130. Dưới 55-56 kg. Dưới 55-56 kg. Để cao lên con. Dưới 55-56 kg các chị nhá. Em này em để mã số 25. Mã số 25. Dưới 55-56 kg. Mã số 25. Bỏ xuống đây cho nó khỏi gãy được. Tí mẹ xếp cho. Con cứ bỏ xuống. Tí mẹ xếp mắt lại. Em có một cái đen choàng. Ôi cái này dáng dài lắm. Chị nào cao 1m6 mới mặc nhá. Nhưng mà chất cực kỳ thích luôn. Hàng hiệu luôn nhá. Chị nào cao 1m6 hãy lấy này. Cái này chắc là em mặc nó bị lướt này. Cho các chị cao 1m6 đây nhá. Đây. Cao 1m6 nhá. Cao 1m6 nặng 55 đến 60 kg thì đẹp nhá. 1m6 55 đến 60 kg. Em này em để mã số 57 này. Mã số 57. Cao 1m6 hệ mặc được nhá. Mã số 57 chất cực kỳ thích luôn. Mới nguyên, cái này thì mới nguyên si luôn. Chia sẻ bài cho em, các chị chia sẻ cho em đi ạ. Em còn một cái dạng cái ngắn size S này. Cái này đẹp, cái này các chị chia sẻ bài cho em còn 130k thôi. Cái này size bé xíu thôi nhá. Size bé xíu thôi này. Dưới 51 kg, em 51 kg đây các chị nhé, em mặc vừa jean này. Đây nhá. 150 chia sẻ còn 130. 150 chia sẻ còn 130. Cái này đẹp lắm. Cái này đẹp cực kỳ luôn. Em này em để mã số 59. Mã số 59 nhé. Dạng ngắn. Chất kiểu chất mỏng mỏng thôi các chị nhé. Không phải chất dạng hay sao, chất mỏng mỏng như này. Mỏng mỏng như này. Đẹp, cái đấy đẹp cực kỳ luôn. Chia sẻ bài hộ em nè, các chị chia sẻ bài hộ em. Em có một cái đen choàng dài 57-60 kg vừa không em? 57 là cái nào con? À đây, 60 kg mặc thì mới được chị nhá. Em mặc nó bị lướt lắm. Nói chung 60 kg quay đầu lại thì mặc được. 99 của Thu Hà. Chị Hương Đinh mà lấy thì ok cho em. Cái đấy đẹp lắm, hàng hiệu của Hàn luôn đấy. Cao cao một chút nhưng mà phải cao mặc mới đẹp nhá. Cao mặc mới đẹp chị nhá. Thu Hà chia sẻ bài cho chị đi Thu Hà. Chia sẻ bài hộ chị đi. Chia sẻ bài thì mới mua được giá mà 130k. Cái đấy dáng thì cực kỳ đẹp luôn. Có duy nhất một chiếc thôi. Đó, chị chín là cái nào vậy ạ? Là cái áo này con này. Cái áo mỏng mỏng đó. Cái này 59 rồi. Đây em này rất là đẹp này. Em này là cho các chị dưới 54-55 kg. Dưới 54-55 kg nhá. Màu đen các chị mặc không bao giờ bị lỗi mốt đâu. Chia sẻ bài cho em còn 100. Chia sẻ bài cho em còn 180k thôi. 200 chia sẻ còn 180k. Đây, mùa đông các chị phối váy body ở bên trong cho em. Phối váy body xong đi đôi bốt cho em nhá, rất là đẹp. Em này em để mã số 8. Mã số 8 này. Ok. Vậy thì chị Hương Đinh lấy cái này đi. Rất là tây luôn nhá. Đẹp lắm, mới nguyên luôn, hàng hiệu đấy chị ạ. Đây chị nhá. Cái này con ghi cho chị Hương Đinh. Ok chị Hương Đinh. Đây, em này rất là đẹp này. Chị nào lấy cái này cho em tiếp này. Cái này là cái màu đen. Màu đen dáng kiểu choàng choàng á, mặc rất là sang luôn. Màu đen dáng choàng mặc rất là sang. Chia sẻ bài cho em là còn 180k. Em này là mã số 8 nhé. Em màu đen này là mã số 8 này. Màu đen là mã số 8. Đẹp cực kỳ luôn. Chia sẻ bài hộ em. Em có một cái dạ len này. Một cái dạ len mới tinh. Cảm ơn Thu Hà nhé.
một cái dạ len mới tinh luôn nhé. Cái này thì làm dạ len mới tinh luôn các chị nhé. Chia sẻ bài cho em, cái này các chị chia sẻ bài cho em còn 160k thôi này. Chia sẻ bài cho em còn 160k thôi. Dưới 53kg, 53-54kg quay đầu lại này các chị này. Chia sẻ bài cho em còn 160k. Dạ len. Đây nha các chị nhé, họa tiết dạ len. Em này em để mã số 57. Mã số 57, họa tiết dạ len mã số 57. Chia sẻ bài cho em còn 160k cái này thôi. Cái dạ len đấy các chị chia sẻ bài cho em còn 160k thôi. Các chị chịu khó chia sẻ bài lên các trang cá nhân và trang hội nhóm hộ em đi ạ. Đợi em chút em lấy thêm áo. Em tiếp một cái họa tiết này các chị nhá. Đây cái này hàng đẹp, cái này chất thích này các chị này. Cái này là cho các chị 63kg quay đầu lại. 63kg quay đầu lại. Chia sẻ bài cho em còn 160k. 180 chia sẻ còn 160 này. 63kg quay đầu lại nhá. Em mặc nó hơi bị lướt, kiểu cái vai nó rộng này nó sẽ không đẹp nè các chị nào. To to hơn em một chút mặc thì đẹp nhá. Đây. Cái này em để mã số 109. Mã số 109 cái này. Cái này đẹp lắm, mã số 109. Chị nào cao cao chút nhá. Em có một cái dạ ngắn ngắn kiểu dạ lửng lửng này nhá. 160 chia sẻ còn 140 này. Cái này là dáng lửng chất dạ ép các chị này. Dáng lửng chất dạ ép nhá. Đây. Em này cho các chị 60kg quay đầu lại này. 60kg quay đầu lại nhá. Đây. Chia sẻ bài cho em còn 140, 160 chia sẻ còn 140 thôi. Em này em để mã số 65. Mã số 65. Có xem gì đấy? Hả? Dạ. Ngồi xem gì vậy? Ngồi hay nhờ. Chứ ra để chua rồi để nó vảnh đi. Đây em tiếp một em Made in Korea. Made in Korea. Đây các chị nhé. Em này là 100. Em này chia sẻ bài trang của 140k này. Em này dạ dạ như kiểu chất dạ len á. Dạ len muối tiêu các chị nhé. Em này em để mã số 11. Dưới 57-58kg mã số 11. Con bỏ hẳn cái đấy ra đi. Mã số 11. Dưới 57-58kg mã số 11. Được rồi, bỏ ra. Xong được không? Chị trầm quá. Trầm đi nghỉ sớm. Đây em có một cái khoác ngắn tiếp này. Khoác ngắn này có mũ này các chị nhé. Khoác ngắn này có mũ này. Dưới 55-56kg 11 của Nguyễn Thị Thúy Hằng. 11 của Nguyễn Thị Thúy Hằng. Dưới 55-56kg nha các chị nhá. Cái này có mũ này. 160. À 140 hay 60 nhỉ? Con cứ ghi là 140 nha mẹ. Đây em này là cho các chị dưới 57-58kg. Chia sẻ bài cho em còn 140. Dưới 57-58kg chia sẻ bài cho em còn 140. Em này em để mã số 4 nhé. Mã số 4. Em này em dạ lửng mới tinh nhá. Dạ lửng mới tinh luôn các chị nhá. Rất là đẹp, mới tinh mình tinh luôn. Cực kỳ đẹp luôn, chia sẻ bài hộ em. Chưa con. Ôi trời ơi. Con xin. Con đang khéo. Con là hơi mơ duyên. Có duyên được không? Em có một cái màu cam này cho các chị size lớn tiếp nhá. Màu cam nhá các chị size lớn này. Đây. Cái này là cho các chị 65kg quay đầu lại này. 65kg quay đầu lại. Chia sẻ bài cho em còn 160k nhé. 65kg quay đầu lại. Chia sẻ bài cho em còn 160k màu cam nhé. Chị nào thích màu cam thì lấy cái này cho em. Em này em để mã số 18. Mã số 18. 65kg quay đầu lại. Mã số 18. Chia sẻ bài hộ em đi các chị. Chia sẻ bài hộ em lên các trang cá nhân và trang hội nhóm nhé. Chưa. Nó làm lại đâu lo nghỉ là sao? Làm mãi rồi mà mới lo phải nghỉ cái đầu chứ. Em có cái dạng ngắn này mới tinh này. Chị nào thích cái kiểu dạng ngắn caro để lấy cái này cho em này. Chia sẻ bài cho em còn 140k thôi nhá. 160 chia sẻ còn 140. Dưới 58kg. Em này dưới 58kg các chị nhá. Em này rất là xinh luôn nhá. Dưới 58kg.
160 chia sẻ còn 140. Em là em để mã số 32. Mã số 32. Cái này đẹp cực kỳ luôn, mã số 32. Em có cái này lúc đầu rất là đẹp mà chưa có chị nào lấy này. Đẹp cực kỳ luôn nhá. 150 chia sẻ còn 130 thôi, size bé thôi nhá. Đây. Mới tinh tình tinh luôn. Mới tinh tình tinh luôn, cái này là phối lông thật đấy. Phối lông thật nhá. 150 chia sẻ còn 130 cái này các chị nhá. Dưới 52 kg. Dưới 52-53 kg cái này các chị nhé. Đẹp cực kỳ luôn, chia sẻ bà Trang còn 130k thôi. Cái này có duy nhất một chiếc thôi. Em này em để mã số 81 này. Mã số 81 nhé. Cái này đẹp cực kỳ luôn, mã số 81 mới nguyên. Không, để đấy tí mà làm rõ được. Mã số 81 mới nguyên. Tí mẹ làm cho. Đây cái này size bé tiếp này. 81 của Thu Hà, đẹp lắm Thu Hà. Chia sẻ bài cho chị còn 130k thôi. Chia sẻ bài cho chị còn 130k thôi. Cái này đẹp tiếp này. Cái này là dưới 51 kg nhé. 160 chia sẻ còn 140. Dưới 51 kg, 160 chia sẻ còn 140 này. Em này em để mã số 98. Mã số 98. Cái này đẹp cực kỳ luôn, mới tinh luôn. Mã số 98 mới tinh đình tinh luôn đấy các chị nhé. Không có chiếc thứ hai đâu. Các chị thích thì các chị cứ chốt hàng ấy, không có chiếc thứ hai đâu ấy. Em có cái này màu xám đẹp tiếp này các chị này. Màu xám, size M, em thấy ghi là size M này. 98 của Thu Hà. Cái đấy đẹp Thu Hà. Đây. Cái này là dưới 54 kg. 180k chia sẻ bà cho em còn 160k cái này nhá. Chất dạ mịn đét luôn. Chất mịn đét luôn, màu này rất là hiếm luôn. 55 kg, 54 kg quay đầu lại thôi. 54 kg quay đầu lại thôi nhá. Em này em để mã số 80. Mã số 80. 54 kg quay đầu lại, mã số 80. Cái này đẹp lắm. Mã số 80. Chia sẻ bài cho em, các chị chia sẻ bài hộ em nhá. Chia sẻ bài hộ em. Các chị đợi em lấy một ít dạng ngắn nhá. Em làm một ít dạng ngắn nha các chị. Cơm rồi, em quay thử cho nhé. Xin chào Thủy Ngân Trang. Đây, cái dạng ngắn này tiếp này các chị này. Dạng ngắn này tiếp này. Tính ạ. Em này là 160 chia sẻ cho em còn 140 nhé. Đây, cái này là cho các chị dưới 56 kg. Dưới 55-56 kg nhé. Đây, em này rất là đẹp luôn, dạng ngắn đẹp lắm các chị ạ. Em này em để mã số 11 này. Mã số 11. Em này là mã số 11 nhé. Em có cái này xinh này. Cái này màu xám lông chuột, size bé tiếp. Vứt đây nhé, đừng có vứt ở đây. Size bé tiếp này các chị này. Đây nhá. Em này rất là xinh luôn. 160 chia sẻ cho em còn 140 này, mới tinh luôn. Mới tinh tình tinh luôn nhá. Em này dưới 51 kg này, em 51 kg đây các chị nhá. Em 51 kg em mặc vừa jean luôn. Chia sẻ bài cho em còn 140k thôi. Đây nhá các chị nhá. Chia sẻ bài cho em còn 140k. 11 của Thủy Ngân Trang. Em này em để mã số 89. Mã số 89 này. 11 của Thủy Ngân Trang. Em này mã số 89. Cái này size bé đẹp lắm. Size bé. Em có một cái ghi lê này. Ghi lê này em tặng cho các chị nào nhanh tay em tặng này. Dưới 53 kg thôi nhá. Chị nào nhanh tay em tặng cái áo này dưới 53 kg mới nguyên này. Em này em để mã số 81, dưới 53 kg. Chị nào nhanh tay em tặng cái này nhé, mã số 81. Chất mỏng mỏng thôi, cái này chất mỏng mỏng thôi. Chất mỏng mỏng nhẹ nhẹ thôi các chị nhé. Mỏng mỏng nhẹ nhẹ thôi. Em có một cái nâu bò tiếp này. Nâu bò này, cái này xịn cực kỳ luôn, xịn ơi là xịn này. 81. Lê Nguyên Nhi, Lê Nguyên Nhi nhanh tay. Đây, em có cái này nâu bò tiếp cực kỳ xịn luôn.
chia sẻ bài cho em, 150 chia sẻ bài còn 130. Cái này là cho các chị dưới 57 kg. Dưới 57 kg nhé. Đây, cái này xịn ơi là xịn luôn đấy. Chia sẻ bài cho em còn 130. Em này em để mã số 45. Mã số 45 này. Mã số 45 cái này. 53 là cái nào con? Hay là cái xám đó? 81, à 81 của Lê Nguyên Nhi rồi. 53 chị nhé. 53 trước rồi. 11 này. Kiểm tra 53 cho mẹ đi. Em có một cái màu đỏ, khoác màu đỏ này, khoác ngắn màu đỏ nhé. Khoác ngắn màu đỏ này. Chia sẻ bài cho em còn 130k, 150 chia sẻ còn 130 nhé. Đây, cái này mới nguyên nhé. Thủy Ngân Trang ơi, chia sẻ bài cho chị đi. 53 là cái nào? Nguyễn Thị Thúy Hằng nhờ. Nguyễn Thị Thúy Hằng đợi chị tí nhé. Đây, 150 chia sẻ còn 130 cái này các chị nhé, mới nguyên. Dưới 55 kg. Dưới 55 kg nhé. Em này em để mã số 83. Mã số 83. À, vậy thì không phải tìm đâu con, vì là nhầm, Thúy Hằng bấm nhầm. Mã số 83. Mã số 83 nhé. Thúy Hằng bấm nhầm đấy. Vẫn bảo nhầm một khác là con khổ lắm. Em tiếp một cái lông chuột dáng kiểu vét vét tiếp này các chị này. Dáng kiểu vét vét nhá. Ờ ok Thúy Hằng. Đây, cái này xinh ơi là xinh này các chị này. Cái này xinh ơi là xinh. Chia sẻ bài cho em còn 160k. 180 chia sẻ còn 160 nhá. Cái này là cho các chị dưới 52 kg thôi. 52 kg quay đầu lại nhá. 52 kg quay đầu lại. Em xin chào chị Nguyễn Long nhá. Em này em để mã số 87. Mã số 87, 52 kg quay đầu lại, mã số 87 này. Em có một cái áo lông này các chị này. Áo lông này. Dưới 50 kg thôi, hoặc là chị nào có con gái á thì lấy cho con gái này dưới 50 kg nhá. Ok Vương Thùy. Vương Thùy lại thích dài thì phải đợi chị nhá. Hoặc là chị nào có con gái thì lấy cho con gái này, em bán cho các chị lông. Lông này là lông nhân tạo thôi nhưng mà đẹp lắm. Lông nhân tạo thôi nhưng mà đẹp lắm nhá. Em bán cho các chị 100k thôi này. 100k thôi nhá. Dưới 50 kg này lông nhân tạo nhá. Chị nào có thể lấy cho con gái ấy, hoặc là các em nào tuổi tin tin ấy, lấy cái này mặc với váy cũng cực kỳ đẹp. Em này em để mã số 74. Mã số 74 kiểu tuổi tin tin. Mã số 74. Em này là cái dạ ép này. Dạ ép một lớp. Cái này là dạ ép một lớp các chị nhá. Đây, 180 chia sẻ còn 160. Dạ ép một lớp cho các chị. Cái này là cho các chị 65 kg quay đầu lại. 65 kg quay đầu lại. Có cái xẻ xẻ như này nhá. Có cái xẻ xẻ như này. Cái này ăn chơi lắm. Cái này ăn chơi lắm. Dạ ép một lớp. Cái này xịn ơi là xịn này. 65 quay đầu lại. 65 kg quay đầu lại. Chia sẻ bài cho em còn 160k. 180 chia sẻ còn 160. Em này em để mã số 71. Mã số 71. Các chị vào chia sẻ bài hộ em đi ạ. Chia sẻ bài lên các trang cá nhân và trang hội nhóm nhé. Chia sẻ bài lên các trang cá nhân và trang hội nhóm. Em có cái này ấm ơi là ấm này các chị này. Ấm lắm. Cái này là 180 chia sẻ còn 160 này. Ấm ơi là ấm. Chị nào mà hay mặc kiểu phong cách với quần jean thì lấy cho em nhé. Phong cách với quần jean cái này đẹp lắm. Đây, mới nguyên. Cái này là cho các chị dưới 53 kg quay đầu lại nhé. 53 kg quay đầu lại. Các chị chấm chấm bài tương tác hộ em đi ạ. Chấm chấm bài tương tác hộ em. 53 kg quay đầu lại nhé. Đây, cái này chị nào hay mặc kiểu quần jean hoặc là mặc cái kiểu quần legging á thì lấy cái này cho em này. Cái này, đây, chùm bên trong là có một lớp trần bông ấy. Em này em để mã số 37. 180 chia sẻ còn 160, mã số 37 nhé. Dáng dài à, Vương Thùy thích dáng dài à. Dáng dài chỉ đợi chị tí nhé. Dáng dài. Các chị đợi em một chút nhé, đợi em một chút. Em lấy dáng dài cho các chị. Chấm chấm bài hộ em đi ạ, các chị chấm chấm bài tương tác hộ em đi. Chấm chấm bài tương tác hộ em. Chấm chấm bài tương tác.
Em có cái này đẹp ơi là đẹp này các chị. Xinh ơi là xinh luôn. Đây. Ok Vương Thủy. Cái này dáng kiểu dáng xuông xuông này các chị này. Cái này dáng xuông xuông kiểu phong cách Hàn Quốc các chị nhá. 65kg quay đầu lại. 65kg quay đầu lại. Các chị chấm chấm bài tương tác hộ em nè. 65kg quay đầu lại. 200k chia sẻ bài cho em còn 180k nhá. Cái này rất là đẹp luôn. Cái này đẹp cực kỳ luôn. Chấm chấm bài cho em. Em này em để mã số 41. Mã số 41 nhá. Mã số 41 cái này đẹp cực kỳ luôn. Không có chiếc thứ hai đâu ạ. Mã số 41. Em có một cái này kiểu dáng lửng lửng này. Dáng lửng lửng nhá. Cái này cũng mới. Mới đẹp lắm. Kiểu dáng vét vét này các chị. Mặc cho em với cái chân váy xòe rất là xinh luôn nhá. Em này là 160 chia sẻ còn 140 mới nguyên này. 160 chia sẻ còn 140 mới nguyên nhá. Em này là cho các chị dưới 52kg thôi. Em 51kg em mặc hơi rộng một tí. Ok 6 vô đối. Em này em để mã số 66. Mã số 66. Cái này đẹp. Dáng dài này. Rồi bây giờ em làm dáng dài nhá. Em làm dáng dài nhá. Em có một cái này màu nâu tây này các chị này. Màu nâu tây. Đây. Em này là có mũ nhá. Em này là có mũ này các chị này. Chất cực kỳ dày dặn ấm áp luôn. Em này là cho các chị dưới 55-56kg. Dưới 55-56kg nhá. Màu như kiểu nâu 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 ấy. Em này em để mã số 24. Mã số 24. Dưới 55-56kg. Mã số 24. Chia sẻ bài cho em còn 180k. Mã số 24. Nghỉ chưa làm nước. Hả? Nghỉ chưa. Mấy giờ rồi con? 22h12. 66 của Nga ngố. 66 của ông Nga. Đấy, đúng rồi, cái đấy ông Nga mặc đẹp đấy. Ok ông Nga. Cái đấy đẹp lắm. Ông Nga chia sẻ bài cho cháu với nhá, ông Nga nhá. Chia sẻ bài cho cháu với. Đây, em này là cho các chị dưới 65-67kg nhá. 140. Dưới 65-67kg nhá các chị nhá. Cái này dáng rộng lắm. Chị nào mà cao to mới mặc được cái này này, dáng rộng này. Cái này em mặc hơi rộng. Em này em để mã số 46. Cho các chị size lớn nhá. Mã số 46 cho các chị size lớn. Size lớn lắm. Các chị size lớn mới mặc được cái đấy. Mã số 46. Vừa đấy ông Nga, cái đấy đẹp lắm. Hôm nào ông qua nhà cháu đi. Thế hôm nào qua thử đi. Ở gần thì hôm nào qua thử đi ông. Vâng, cho cảm ơn ông Nga. Đây, cái màu xanh này rất là đẹp này các chị này. Màu xanh này lúc đầu mới ít các chị vào. Bây giờ em làm lại các chị xem này. Đây. Cái này là cho các chị 65kg quay đầu lại. 65kg quay đầu lại dáng suông nhá. Chia sẻ bài cho em. Chia sẻ bài cho em còn 180k. Mã số 86. Mã số 86. Mã số 86. Các chị chia sẻ bài hộ em đi ạ. Chia sẻ bài hộ em lên các trang cá nhân và trang hội nhóm nhé. Em làm cho các chị dáng dài. Nhiều các chị thích dáng dài thì em làm dáng dài. Đợi em chút. Dáng dài đi đâu hết rồi nhỉ. Chiều mai qua nhé. Vâng vâng, chiều mai qua đi. Em có cái này màu xám tiết này các chị này. Cái này mới nguyên nhá, cái này dáng lửng lửng thôi các chị nhá. Dáng lửng lửng thôi này. Đây. Cái này là cho các chị dưới 54kg. Dưới 54kg. Em này em để mã số 40. Cái này mới nguyên, mã số 40 dưới 54kg. Mã số 40. Mã số 40. Em làm thêm ít con dáng dài nữa cho các chị nhá. Ít con dáng dài nữa cho các chị. Để em nghỉ bây giờ hơn 10 giờ rồi. Đây. Em này rất là xinh này, màu nâu tây nhá chị nhá. Em này rất là xinh màu nâu tây. Dưới 56-57kg. Dưới 56-57kg nhá. Em này em để mã số 50. Dưới 56-57kg. Mã số 50 này. Chia sẻ bài cho em còn 180k. Chia sẻ bài cho em còn 180k. Mã số 50. Đây con vàng màu nâu tây này các chị này. Con vàng màu nâu tây dáng dài mới nguyên luôn. Chị nào lấy cái này cho em này. Dưới 55kg.
dưới 55 kg nhá, cái này đẹp cực kỳ luôn, dưới 55 kg. Chia sẻ bài cho em còn 180k thôi. Em này em để mã số 104 nhá. Mã số 104 dưới 55 kg. Mã số 104. Chia sẻ bài cho em còn 140k thôi. Em có một cái cúc sừng này các chị này. Có chị nào thích cái cúc sừng này không này? Cúc sừng trần bông. Cúc sừng trần bông màu đen nhá. Chia sẻ bài cho em còn 160k cái cúc sừng này. Đây, dáng như này các chị nhá. Cái này là cho các chị dưới 57 kg này. Dưới 57 kg nhá các chị nhá. Dưới 57 kg. Cúc sừng màu đen này. Đây các chị nhá. Cái này có mũ nhá. Cái này có mũ này. Em này em để mã số 19. Mã số 19 dưới 57 kg. Cho mẹ mượn cái ghế này. Dạ. Ôi giời, mệt quá. Các chị ơi, hôm nay em xin phép các chị em nghỉ sớm một chút nhá. Hôm nay em mệt mệt đấy, em xin nghỉ phép nghỉ sớm một chút nhá. Mai em mà làm tiếp được một lô dạ nữa thì em báo cho các chị nhá. Em xin cảm ơn tất cả mọi người. Ô Nga ơi, chiều mai ô qua ô nhắn cho cháu nhá. Em xin cảm ơn tất cả các chị. Em xin chào tất cả các chị ạ. Em xin chào tất cả mọi người. Em xin chào.